vị khán giả đang theo dõi sự kiện buổi lễ ra mắt Mây Xe Em, ứng dụng công nghệ quản lý nguồn hàng và khách hàng dành riêng cho nhà môi giới. Cũng phải trải nghề, cũng phải tương tác với thị trường. Tôi rút ra được rất nhiều những cái kinh nghiệm, cái cách thức để làm sao để cho các bạn nhàn hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Và Mây Xe Em ra đời để làm quản lý thông tin nhóm. Mây Xe Em cung cấp mô hình hoạt động linh hoạt khác nhau như nhóm hoạt động theo quy mô, số lượng thành viên, theo cá nhân, tổ chức, nhóm công khai hoặc nhóm riêng tư. Các vị khách mời, các chuyên gia môi giới bất động sản đã có chút thời gian quý báu của mình để tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, với ngành nghề môi giới bất động sản hiện nay, môi giới bất động sản cái đúng là cái như tôi cũng đồng ý cái quan điểm của ông Trung vừa nói. Môi giới ở đây cái giá trị lớn nhất của môi giới là cái gì? Là thông tin. Thông tin ở đây là thông tin sản phẩm và thông tin khách hàng. Thế thì đối với cái công tác quản lý đội nhóm thì thực ra nó là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng. Bởi vì ở đây là Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Mayland sẽ lên sân khấu để cùng đến với phần vô cùng đặc biệt này. Xin được trân trọng kính mời.